Hôm nay thứ hai 30 tháng 9 vẫn còn 3 giải thi đấu muộn. Thứ nhất là ngoại hạng Anh. Đêm nay thi đấu trận cuối cùng của vòng 6, Bournemouth gặp Southampton diễn ra lúc 2 giờ. 5 vòng đấu đầu tiên, Bournemouth thắng 1, hòa 2 và thua 2 được 5 điểm. Ở cấp liên đoàn thì thua West Ham 0-1 và đã dừng bước. Về phía Southampton khá hơn Bournemouth ở cúp liên đoàn, đã vượt qua Everton trên chấm 11m để tiến vào vòng trong. Tuy nhiên tại giải ngoại hạng thì đang thi đấu khá tệ, chưa có được chiến thắng nào sau 5 vòng đấu, hòa 1 và thua đến 4, rơi vào nhóm cầm đèn đỏ với 1 điểm. Với phong độ kém cỏi như thế này, đêm nay đến làm khách trên sân của Bournemouth, có lẽ Southampton khó kiếm được điểm để ra về. Giải đấu muộn thứ hai là La Liga, đêm nay thi đấu trận còn lại của vòng 8, Villarreal gặp Las Palmas diễn ra lúc 2 giờ. Villarreal đang thi đấu khá tốt, 7 vòng đấu thắng 4, hòa 2 và chỉ chiều thua một trận trước ông lớn Barcelona được 14 điểm. Với Las Palmas thì khá tệ, chưa có được chiến thắng nào, hòa 3 và thua 4, đứng chót bảng với 3 điểm. Về đối đầu, Las Palmas là đội mới lên hạng ở mùa giải năm ngoái và đã gây sốc khi đánh bại Villarreal cả hai lượt trận đi và về. Với phong độ hai đội hiện tại đang đi theo hai chiều hướng ngược lại, có lẽ đây là thời điểm thích hợp cho Villarreal đòi nợ đã thua ở mùa trước. Giải đấu muộn còn lại là Serie A, đêm nay thi đấu trận cuối cùng của vòng 6, Parma gặp Cagliari diễn ra lúc 1 giờ 45. Parma là tân binh mới lên hạng, 5 vòng đấu đầu tiên thắng 1, hòa 2 và thua 2 được 5 điểm. Cagliari thì tệ hơn, chưa có được chiến thắng nào, hòa 2 và thua 3, đứng chót bảng với 2 điểm. Với phong độ tốt hơn, cộng thêm lợi thế sân nhà nên Parma là bên được đánh giá cao hơn trong trận đấu này.